xin chào tất cả anh em cùng quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ thêm cho anh em một cái bước tính xí ngầu, được chưa? Có ba cái điểm xí ngầu để anh em dựa theo, đó chính là xí ngầu một này, đấy, cộng xí ngầu hai và thêm là xí ngầu ba ở đây. Và chúng ta là có ba điểm xí ngầu đúng không? Ví dụ xí ngầu một đó là 4 đi, xí ngầu hai đó là 5, xí ngầu ba đó là 1. Chúng ta có đây là một cái điểm 10 đúng không? Và trong một cái đây mình sẽ nhân cầu được 10 đây. Thì trong cái ba điểm này thì em sẽ lấy những cái điểm nào mà xác suất, ví dụ em lấy lại cái điểm xí ngầu hai là 5 đúng không, bỏ qua xí ngầu một và xí ngầu ba thì lấy nguyên xí ngầu 5 thôi, là chúng ta là có một cái 5 điểm lẻ. Đấy, điểm lẻ này thì em sẽ bắt tài cho mình 11 ở đây là tài, ví dụ là 12 đúng không, ok được tài 12. Và đây nhá, thì chẵn tài 10 xỉu như thế nào, thì đây, thì đây là cái điểm 1 này, 3 này, 5 này, 7 và 9 thì chúng ta bắt vào tài. Đây là cái điểm lẻ đúng không? Còn 0, 2, 4, 6, 8 thì chúng ta bắt vào xỉu nha nhé. Đây là cái bước để mình soi. Và tiếp tục, một con tài 12 thì nó có thể chạy theo xuống là 5, 5, 4, 3 đúng không? Tài 12 thì chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ soi vào cái điểm 92 tiếp, đó là chặn về thì nó là 4 đúng không? 4 thì chúng ta đã có và xỉu thì chúng ta phải bắt là 12 9 đúng không? Thế là cầu 11 anh em nhé. Và tiếp tục con xỉu 9 này chúng ta có 143 và 4 là 3 là con xỉu 234 nhầm anh em nhé, 234 là chúng ta có một con xỉu 9. Thì một con chúng ta sau tiếp được xỉu 12 đó là 4 ở đây thì chúng ta lại có xỉu đúng không? Thế là gãy cầu, thế là buộc con xỉu 7 này. Đấy, 7 thì chúng ta có tiếp tục là 413 đúng không? Thế thì 3 này, à 1 ở giữa này là điểm lẻ này, chúng ta bắt tiếp con tài, con tài 13 đi, 73 đi đúng không? Chúng ta đơn giản đúng không? Và tiếp tục, con tài 13 thì chúng ta phải có là 4 này, 4 và 5 làm con tài 13 đúng không? Là chúng ta soi ở giữa này, đó là 4 là chẵn, thì chúng ta phải có một con xỉu 10 đi. Đấy, đây là con số ví dụ anh em nha, con số mình phải xác suất thôi. Bất kỳ khi mà em gặp phải những cái điểm xí ngầu này em soi như thế nào thì bật nguyên y xì như thế, nhớ là chỉ lấy xí ngầu hai thôi, còn hai xí ngầu một xí ngầu ba cứ tắt hết đi, tắt hết đi để nguyên xí ngầu hai cái đỡ bị loạn, được chưa? Đấy, đấy là soi điểm xí ngầu cực kỳ là hiệu quả của mình. Cứ từ tầm 10 tay thì chúng ta sẽ hút 9 tay, được chưa? Chứ nhiều khi mấy ông bảo là ăn 10 trên 10 thì chỉ có hôm nào may mắn thì ăn thông này, còn hôm nào mà đen lắm thì chỉ mất một tay thôi, đúng không? Gọi là đấu đạp cầu, những người đạp cầu thì mình phải nhận ra kịp thì nó sẽ kiểu nó sẽ tự gãy đúng không? Nên vì thế mình chỉ gãy một tay thôi, mình không gãy nhiều. Nên là vì thế anh em cứ tự tin áp dụng với cách soi xí ngầu hai của mình vào thì cái tỷ lệ thành công cũng rất là cao luôn nhé. Và nếu như mà chạy nghịch thì tức là sao? Thì hai tướng này nó sẽ đảo nhau, tức là 13579 nó không phải về tài, nó về xỉu, hoặc là 02468 nó về xỉu, nó về tài. Nhưng mà trường hợp mình biết xử đáo, nên là vì thế khi mà anh em soi em bắt ngược, ví dụ như con 5 ở đây thì anh em sẽ không phải là 5 mà ở tài nữa, đúng không? Ví dụ như 10 ở đây nhé, 5 không ở tài, nhưng mà 5 ở xỉu thì có thể là 5 quét 10 này, 4 nó không ở xỉu nữa, nó ở tài, tài đúng không? Thì đây là con tài 12 chẳng hạn đấy, thì đủ đây là không phải con xỉu đó, mà chúng ta là đi bắt nghịch, chúng ta đi bắt tài 11 đi đúng không? Và lên cái điểm lẻ thì chúng ta sẽ là có một con xỉu, và lên cái điểm chẵn chúng ta có một con tài đúng không? Đấy, đấy là cái cầu anh em nhé, đây là cái cầu 2212 hoặc là 2211. Đây là cái dạng cầu mà dạng đây là mình thấy cũng rất là nhiều ở trên những con game bài được thưởng, mình cảm thấy nó là một cái cầu cực kỳ là đa dụng ở trong cái tháng này. Và đấy là cách chạy thuận này, đây này, đây là thuận em nhé, đây là chạy thuận này, còn đây là chứng minh này, đây là chứng minh em nhé. Và hai cái cầu này nó có khác nhau hoàn toàn đúng không? Bởi vì là mỗi khi mà mỗi cái điểm nó chạy ra như này thì đều là có xác suất của nó và mình cũng tính được ra theo nó thôi, chứ không phải là mình dựa theo bất kỳ ở một cái điểm bịa ra nào đúng không? Và đây là con số mình lấy ví dụ, mình sẽ nhắc lại, đây là con số mình lấy ví dụ. Còn khi mà anh em gặp phải những cái điểm phiên anh em chơi, những cái điểm phiên
những đồng chí ngọt đúng như thế nào để bắt nguyên y xì như thế cho mình. Từ những con ở chín ngầu, ví dụ 6, chín ngầu 1 cũng xoay hết, 1 là lẻ bắt có tài, hoặc không nào chạy nghịch thì 1 là lẻ thì chúng ta bắt phải xỉu ngon. Còn con 6 thì thôi, nó là điểm chẵn, thì nào thuận thì nó vẫn là xỉu, nó lẻ thì rất là tài. Thế là vì thế khi mà anh em tham gia vào chơi, em nhớ kỹ là soi và tìm cái xu hướng chạy của nó nhé. Thì tầm 2-3 tay đầu, trong phiên đấy thì em chỉ cần 2-3 tay đầu nó chạy không đấy là cứ theo chẵn thì ai cứ theo thuận thì mình vẫn sống hệt như đây là cứ chẵn tài để xỉu, chẵn xỉu và lại tài. Còn làm chủ nghịch thì cứ chẵn tài để xỉu anh em nhé. Nên là anh em ghi nhớ cho mình ở chỗ này. Và mình sẽ bổ tốt hơn cho anh em một cách đi vốn phù hợp với cái đoạn này nhé. Đủ combo luôn, được chưa? Cái nhịp vốn đơn giản thôi. Ví dụ mức vốn của anh em có là 10 củ, mức vốn phổ thông đi để cho nhiều anh em tiếp cận được nhé. Thì anh em sẽ tính ra là 5 tay, đúng không? 5 tay cho mình. Mỗi tay thì anh em sẽ đi ví dụ là 2M. Mỗi tay đi 2M anh em nhé. Hai mờ năm tay này anh em hút thành công thì anh em có là tổng kết ra đây là chúng ta là có là 10 mờ rồi. Thành ra là chúng ta sẽ có một mã 2 mờ về tài khoản, đúng không? Rất chi là đơn giản thôi. Bởi vì là riêng cái gì cái công thức, cái kinh nghiệm mà mình chia sẻ đến với anh em thì cái tỷ lệ thành công nó cực kỳ là cao luôn anh em nhé. Tức là vì thế khi mà anh em tham gia chơi thì em nhớ áp dụng cái soi điểm sinh học 2 của mình, đảm bảo là hút 100% luôn. Đấy thì video này chỉ kết thúc ở đây và hẹn anh em ở những video sau mình lên những công thức hay hơn nữa và cái chiến thuật chơi cực kỳ là ổn hơn nữa để anh em có thể tham khảo tham gia vào chơi những cái bộ môn này nhá. Ok thì chào tất cả anh em, hẹn anh em ở những video sau. Bye bye anh em nhá.